Giống như cuộc so kè giữa các cái đội tuyển quốc gia thì các đội trẻ U22 Thái Lan và Malaysia cũng sẽ gan đua quyết liệt để mà tranh giành vinh quang tại SEA Games 32 lần này. Với nền tảng kỳ chiến khá vững vàng thì Thái Lan là ông trùm trong bóng đá khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên rất khó để mà xác định khoảng cách giữa đội bóng trẻ của các đội bóng trong khu vực vì thế, một số chuyên gia thì đều dự báo kết quả hòa cho trận đấu ngày hôm nay. thì vậy, sau uh, trận uh, thắng đậm U-22 Lào với tỷ số là 5-1, thì uh, các quân chức U-22 Malaysia đã trong uh, rạc tuyên bố sẽ thắng U-22 Thái Lan, sau đó thì hạ tiếp U-22 Việt Nam và thắng tiến giành được uh, vị trương vàng tại SEA Games 32. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia, ông uh, Harid Mot Amin khẳng định uh, chính chúng ta có thể đánh bại, đánh bại Thái Lan và Việt Nam thì họ chẳng phải là Nhật Bản hay là Hàn Quốc nên chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng ngoài việc nhìn ra điểm yếu chiến thuật của đối phương. Điều quan trọng là các kiểu thủ của chúng ta đã sẵn sàng mà không gặp vấn đề gì. Phải tập trung 100% cho trận gặp Thái Lan và Việt Nam. Nếu mà chúng ta có được điều đó, cơ hội giành chiến thắng là rất sáng sủa. Điều quan trọng nhất hiện tại là phải ở trạng thái súng mãn, đồng thời sẵn sàng 100% để giành chiến thắng trước Thái Lan. Ông Hung đúc tinh thần cho các cầu thủ trẻ là điều nên làm. Nhưng mà việc quả quyết là có thể thắng cả Thái Lan và lẫn Việt Nam có lẽ là tư tưởng quá chủ quan. Dễ khiến cho u Malaysia phạm sai lầm. Nếu mà u Malaysia đặt ngược vào một kết quả hòa, họ có thể giành phần thắng khi mà người Thái nôn nóng dâng cao tấn công ở cuối trận. Nhưng mà việc tự tin thái quá vào năng lực chiến thắng của mình thì U22 Malaysia có thể rơi vào cái bẫy phản công của U22 Thái Lan. u Thái Lan thì đang sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng như là Jonathan Camdi, Leon James, Apriya vân vân. trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Peter Himat. Nhân tố quan trọng giúp cho Thái Lan đứng thứ ba tại Thái Lít hiện tại. Không vì thế thì huấn luyện viên Siro còn gọi hai cầu thủ đang chơi tại châu Âu là Karim và Chapat Sumpasut. Có thể nói thì U22 Thái Lan đang sở hữu đứa cầu thủ trẻ tốt nhất sau thời Chanathip Songkrasin hay là Tharon Bumathan. Điều đó được thể hiện ngay từ trận đấu đầu tiên khi mà U22 Thái Lan gặp U22 Singapore. U22 Thái Lan đánh bại Singapore khá dễ dàng với tỷ số là 3-1 thì các cầu thủ trẻ của Thái Lan cho thấy sự ăn ý trong phối hợp dù mới là trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu năm nay. U22 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 nhưng mà họ vẫn thể hiện rất tốt ý đồ của huấn luyện viên Siritaro. Với lực lượng của u 22 Thái Lan, Thái Lan rõ ràng nhìn hơn với Malaysia. Sự vắng mặt của Luman Hakim và Iman làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng có biệt danh là Harimau Malaya. Dù vậy thì Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Thái Lan từ cấp đội trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất gặp nhau ở cấp độ U22 thì U22 Thái Lan đã thất bại trước U22 Malaysia đó chính là trận thua 1-2 ở SEA Games 31 U22 Malaysia thể hiện không tồi trong trận ra quân ở SEA Games 32 họ cũng không có nhiều thời gian tập trung nhưng mà vẫn kịp thời bắt nhịp với lối chơi để mà nắm bắt khi mà đánh bại U22 Lào với tỷ số là 5-1 điểm mạnh của U22 Malaysia là đội hình đồng đều và hợp để chơi bóng nhanh dứt khoát ở trận đấu ngày hôm nay thì mang ý nghĩa then chốt đến cơ hội cạnh tranh về đi tiếp với U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Đội nào thua trong trận đấu ngày hôm nay cũng gặp bất lợi do vẫn còn một trận đấu với U22 Việt Nam trong hai lượt trận cuối cùng. U22 Thái Lan đã khẳng định sức mạnh bằng việc chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt đấu uh, màn. Đến uh, SEA Games 32 năm nay thì U22 uh, Thái Lan rất quyết tâm đòi lại tấm huy chương vàng từ tay của Việt Nam sau hai kỳ đại hội liên tiếp bị chúng ta vượt mặt hiện tại thì huấn luyện viên Stitaro của Thái Lan thì đang có trong tay lứa cầu thủ tốt nhất trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây trong đó sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho U23 Thái Lan tại SEA Games 32 là vô cùng lớn nhờ đã ăn tập cùng nhau trong quãng thời gian dài tại các kia lứa của đội trẻ thì huấn luyện viên Sri Taro sở hữu dàn cầu thủ hiểu nhau đến từng chân tơ ké tóc trong đó có thể kể đến là trong Narong, Tê Sắc hay là Pura Chết là những người thậm chí có thể được ví như là công phượng xuân trường Tôn Anh của Việt Nam bởi cả ba cầu thủ này từng cùng nhau kinh qua rất nhiều giờ trẻ U17, U19 đến U22 hiện tại. Vì vậy, có thể khẳng định, kể từ lứa 93 của những China Thiefs trong Jordan hay là Sumanan, như là những người giành uh, vàng tại SEA Games 28, thì đây là lứa cầu thủ tiếp theo của bóng đá Thái Lan có đủ sức mạnh cạnh tranh tâm vị trường vàng tại SEA Games. Cũng giống như U23 Thái Lan, thì U22... Uh, Malaysia cũng có màn khởi đầu rất ấn tượng tại SEA Games năm nay với chiến thắng 5-1 trước U22 Lào. À, trong khi uh, giải đấu đang diễn ra thì U22 Lào chịu không ít sự phải nghi của giới chuyên môn, nhất là khi người Mã không có thực sự uh, không có sự phục vụ của uh, nhiều cầu thủ là Luman, Hakim hay là Ari Aman. Tuy nhiên, màn hủy diệt U22 Lào đã cho thấy Malaysia không phải là đối thủ vừa tầm thậm chí trước khi mà giải đấu diễn ra thì huấn uh, viên Erasan uh, bất ngờ đặt mục tiêu đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng uh, với một uh, đội hình khá đồng đều thì U22 Việt Nam vẫn uh, đã triển khai uh, thứ bóng đá giàu tốc độ và thậm chí đấm dứt kỹ thuật với uh, những uh, Hakimi, Azim hay là Fuget, Torani trên hàng không. Malaysia hoàn toàn có thể đến một cách bất ngờ trước U23 Thái Lan ngày hôm nay. theo những số liệu thống kê thì U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn so với U22 Malaysia. Trên thực tế thì U22 Thái Lan cũng có được bức chạy đà hoàn hảo cho SEA 32 khi mà giành được kết quả tốt tại U22 Doha Cup vừa qua. Tuy nhiên trong quá khứ thì người Thái luôn có phần dè chừng với Malaysia ở tất cả các cái cấp độ từ U cho đến đội tuyển U22 cũng không phải là ngoại lệ. Trong khi đó thì U22 Malaysia đã chứng minh cho quyết tâm giành tâm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Những chú hổ Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 5 1 trước U22 Lào. Ở trong giai đoạn lần lần sóng làm nóng với các cái trận đấu dễ dàng thì ngày hôm nay thì ba ứng cử viên cho tấm vé vào vòng bán kết là Thái Lan, Việt Nam và Malaysia sẽ phải trải qua những trận đấu nảy lửa cạnh những trận trực tiếp với nhau để mà cho một cái tên đi đi tiếp. Cả hai điều mang đến trận đấu một Hành lang ấn tượng của Malaysia thì đã thể hiện sức mạnh trước đội tuyển Lào bằng chiến thắng 5-1 tháng đậm ở bảng B. Trong khi đó, thì Thái Lan không uh, tung hết sức nhưng mà vẫn uh, vùi dập Singapore với tỷ số là 3-1. À, chiến thắng này cho thấy tầm vóc của người Thái theo xu hướng bắt đối thủ phải chơi theo uh, thế trận của mình do mình đầu diễn. Thái Lan có thể tăng tốc giảm nhịp bất cứ khi nào nhờ hàng tiền vệ cơ động và ra dặn kinh nghiệm vì thế khi mà Thái Lan làm giảm nhiệt độ của hiệp, hiệp 2 thì Philippines cũng chẳng có bóng để mà triển khai tấn công cái đó là điều này khiến cho đối thủ của họ e ngại bởi Malaysia dường như vẫn chơi bóng theo cảm hứng họ đã trải qua 90 phút thi đấu trước Lào không hề dễ dàng như tỷ số phản ánh bởi nhiều thời điểm Malaysia bị lao ép sân. Malaysia thì ghi hầu hết các cái bàn thắng ở trận đấu này nhờ vũ khí phản công sắc bén khi mà cuối trận có các cầu thủ Lào đuối sức nên là gần như bị bỏ vị trí. Thắng Singapore thì U22 Thái Lan đã nối dài chuỗi ngày ở thi đấu thành công. Bốn à, trận gần nhất kể cả từ đầu năm nay thì U22 Thái Lan thắng 3 thua 1 thất bại duy nhất của họ trên ra trước cũ vốn trôi hơn rất nhiều về thể lực trước đó thì đội bóng Thái Lan còn gây sốc trước Ả Rập Xê Út nhìn chung thì U22 Thái Lan đã bỏ lại 2022 đăng quên khi mà họ thất thủ trước Việt Nam tới hai lần tại U22 Đông Nam Á bây giờ thì họ có thể có một bộ mặt rất khác so với một tập thể hội tụ đủ năng lực chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu Thực ra thì Malaysia vẫn uh, duy trì mạch toàn thắng với uh, 3 chiến thắng liên tiếp từ uh, đầu tháng 3 đến bây giờ. Nhưng mà họ chưa thực sự bị uh, kiểm tra về năng lực bởi các uh, đối thủ của họ. Uh, trong uh, năm nay thì uh, gặp uh, Campuchia, Singapore và Lào thì vẫn kém hơn về trình độ. Với uh, ngày hôm nay thì... Uh, mới là một bài test rất nặng cho U22 Malaysia. Như huấn luyện viên của Malaysia đã nói thì năm bàn thắng trước lào chưa nói lên được điều gì. Hãy chờ xem các học trò của ông sẽ thể hiện thế nào trước ứng cử viên cho chức vô địch là U22 Thái Lan là đội bóng có nhiều hơn họ một số ngày nghỉ. Giống như cuộc so kè giữa các cái đội tuyển quốc gia thì các đội trẻ U22 Thái Lan và Malaysia cũng sẽ gan đua quyết liệt để mà tranh giành vinh quang tại SEA Games 32 lần này. Với nền tảng khi chiến khá vững vàng thì Thái Lan là ông trùm trong bóng đá khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên rất khó để mà xác định khoảng cách giữa đội bóng trẻ của các đội bóng trong khu vực vì thế, một số chuyên gia thì đều dự báo kết quả hòa cho trận đấu ngày hôm nay. Tuy vậy, sau uh, trận uh, thắng đậm U-22 Lào với tỷ số là 5-1, thì uh, các quân chức U-22 Malaysia đã rong rạc tuyên bố sẽ thắng U-22 Thái Lan, à, sau đó thì hạ tiếp U-22 Việt Nam và thắng tiến giành được uh, với chương vàng tại SEA Games 32. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia, ông uh, Harid Mot Amin, khẳng định chính chúng ta có thể đánh bại, đánh bại Thái Lan và Việt Nam thì họ chẳng phải là Nhật Bản hay là Hàn Quốc nên chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng ngoài việc nhìn ra điểm yếu chiến thuật của đối phương điều quan trọng là các kẻ thủ của chúng ta đã sẵn sàng mà không gặp vấn đề gì phải tập trung 100% cho trận gặp Thái Lan và Việt Nam nếu mà chúng ta có được điều đó cơ hội giành chiến thắng là rất sáng sủa điều quan trọng nhất hiện tại là phải ở trạng thái súng mãn đồng thời Sáng sẵn sàng 100% để giành chiến thắng trước Thái Lan. Ông Hung đúc tinh thần cho các cầu thủ trẻ là điều nên làm. Nhưng mà việc quả quyết là có thể thắng cả Thái Lan và lẫn Việt Nam có lẽ là tư tưởng quá chủ quan. Dễ khiến cho U22 Malaysia phạm sai lầm nếu mà U22 Malaysia đặt cược vào một kết quả hòa họ có thể giành phần thắng khi mà người Thái nôn nóng dâng cao tấn công ở cuối trận. Nhưng mà việc tự tin thái quá vào năng lực chiến thắng của mình thì U22 Malaysia có thể rơi vào cái bẫy phản công của U22 Thái Lan. u Thái Lan thì đang sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng như là Jonathan Camdi, Leon James, Apria Dolot, vân vân. trong đó nổi bật nhất là tiền đạo Peter Himat. Nhân tố quan trọng giúp cho Thái Lan đứng thứ ba tại Thái Lít hiện tại. Không vì thế thì huấn luyện viên Siro còn gọi hai cầu thủ đang chơi tại châu Âu là Karim và Chapat Sumpasut. Có thể nói thì U22 Thái Lan đang sở hữu nước cầu thủ trẻ tốt nhất sau thời Chanathip Songkrasin hay là Tharon Bumathan. Điều đó được thể hiện ngay từ trận đấu đầu tiên khi mà U22 Thái Lan gặp U22 Singapore. U22 Thái Lan đánh bại Singapore khá dễ dàng với tỷ số là 3-1 thì các cầu thủ trẻ của Thái Lan cho thấy sự ăn ý trong phối hợp dù mới là trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu năm nay. U22 Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 nhưng mà họ vẫn thể hiện rất tốt ý đồ của huấn luyện viên Siritaro. Với lực lượng của U22 Thái, Thái Lan, rõ ràng nhìn hơn với Malaysia. Sự vắng mặt của Luman Hakim và Iman làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng có biệt danh là Hari Harimau Malaya. Dù vậy thì Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Thái Lan từ cấp đội trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất gặp nhau ở cấp độ U22 thì U22 Thái Lan đã thất bại trước U22 Malaysia đó chính là trận thua 1-2 ở SEA Games 31 U22 Malaysia thể hiện không tồi trong trận ra quân ở SEA Games 32 họ cũng không có nhiều thời gian tập trung nhưng mà vẫn kịp thời bắt nhịp với lối chơi để mà nắm bắt khi mà đánh bại U22 Lào với tỷ số là 5-1 điểm mạnh của U22 Malaysia là đội hình đồng đều và hợp để chơi bóng nhanh dứt khoát trận đấu ngày hôm nay thì mang ý nghĩa then chốt đến cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan. Đối nào thua trong trận đấu ngày hôm nay cũng gặp bất lợi do vẫn còn một trận đấu với U.22 Việt Nam trong hai lượt trận cuối cùng. U.22 Thái Lan đã khẳng định sức mạnh bằng việc chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt đấu mở uh, màn. Đến uh, SEA Games 32 năm này thì U.22 uh, Thái Lan rất quyết tâm đòi lại tấm huy chương vàng từ tay của Việt Nam sau hai kỳ đại hội liên tiếp bị chúng ta vượt mặt. Hiện tại thì huấn luyện viên Taro của Thái Lan thì đang có trong tay lứa cầu thủ tốt nhất trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây. Trong đó sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho U22 Thái Lan tại SEA Games 32 là vô cùng lớn. nhờ đã ăn tập cùng nhau trong quãng thời gian dài tại các kia lứa của đội trẻ huấn luyện viên sri taro sở hữu dàn cầu thủ hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc trong đó có thể kể đến là trong narong tê sắc hay là pudachet là những người thậm chí có thể được ví như là công phượng xuân trường tuấn anh của việt nam bởi cả ba cầu thủ này từng cùng nhau Kinh qua rất nhiều giờ trẻ U17, U19 đến U22 hiện tại. Vì vậy, có thể khẳng định, kể từ lứa 93 của những China Thief trong Jordan hay là Sumanan, như là những người giành uh, vàng tại SEA Games 28, thì đây là lứa cầu thủ tiếp theo của bóng đá Thái Lan có đủ sức mạnh cạnh tranh tâm vị trường vàng tại SEA Games. Cũng giống như U23 Thái Lan, thì U22... Uh, Malaysia cũng có màn khởi đầu rất ấn tượng tại SEA Games năm nay với chiến thắng 5-1 trước U22 Lào. À, trong khi uh, giải đấu đang diễn ra, thì U22 Lào chịu không ít sự phải nghi của giới chuyên môn nhất là khi người Mã không có thực sự, uh, không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ là Luman, Hakim hay là Ari Aman. Tuy nhiên, màn hủy diệt U22 Lào đã cho thấy Malaysia không phải là đối thủ vừa tầm thậm chí trước khi mà giải đấu diễn ra thì huấn uh, luyện viên Erasan uh, bất ngờ đặt mục tiêu đánh bại cả Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng uh, với một uh, đội hình khá đồng đều thì U22 Việt Nam vẫn uh, đã triển khai uh, thứ bóng đá giàu tốc độ và thậm chí đấm dứt kỹ thuật với uh, những uh, Hakimi, Azim hay là Fuget Torani trên hàng không. Malaysia hoàn toàn có thể đến một cách bất ngờ trước U23 Thái Lan ngày hôm nay. theo những số liệu thống kê thì U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn so với U22 Malaysia. Trên thực tế thì U22 Thái Lan cũng có được bức chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 khi mà giành được kết quả tốt tại U22 Doha Cup vừa qua. Tuy nhiên trong quá khứ thì người Thái luôn có phần dè chừng với Malaysia ở tất cả các cái cấp độ từ U cho đến đội tuyển U22 cũng à, không phải là ngoại lệ. Trong khi đó thì U22 Malaysia đã chứng minh cho quyết tâm giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. À, Những chú hổ Malay đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 5 1 trước U22 Lào. Ở à, trong giai đoạn lần Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì U22 Thái Lan và U22 Malaysia với trận đấu cân bằng khi mà U22 Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 47% trong khi các cầu thủ bên phía U22 Malaysia kiểm soát bóng lên tới 53%. Tuy nhiên thì tỷ số đã là 2-0 cho U22 Thái Lan. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì bên phía U22 Thái Lan đã phải nhận 1 thẻ vàng, còn bên phía U22 Malaysia đã phải nhận 3 thẻ vàng. Và số lần phạt góc bên phía U22 Thái Lan ngày hôm nay là 4 lần và U22 Malaysia là 10 lần phạt góc, tuy nhiên thì không có quả phạt góc nào à, mang lại bàn thắng cho U22 Malaysia. Tổng số lần tấn công bên phía U22 Thái Lan chỉ là 109 lần, còn bên phía U22 Malaysia là 117 lần. Tổng số lần tấn công nguy hiểm bên phía U22 Thái Lan là 48 lần Ở trong đó bên phía U22 Malaysia là 63 lần. Tuy nhiên thì hiệu quả đang thuộc về U22 Thái Lan. Và đến thời điểm hiện tại thì U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang chiếm vị trí dẫn đầu của của bảng B. Ngày mai là ngày 7 tháng 5 thì sẽ diễn ra trận đấu ở bảng B à bằng bảng A khi mà à đội tuyển Đông Timor sẽ gặp U22 Indonesia vào lúc 16 giờ và lúc 19 giờ thì Myanmar sẽ gặp Campuchia. Đó là ngày mai. Còn ngày 8 tháng 5 thì U22 Lào sẽ gặp U22 Thái Lan vào lúc 16 giờ và U22 Malaysia sẽ gặp Việt Nam vào lúc 19 giờ. Tại vòng đấu ngày hôm nay thì U22 Việt Nam được nghỉ trận đấu ngày hôm nay. Mình sẽ kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy vui lòng đăng ký mình à một à À, subscribe và cho mình một like để à, theo dõi những video tiếp theo nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. À, chúc à, mọi người à, thành công.